Hello các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi Hội An. Ghé Hội An rất là nhiều lần rồi nên là mình quyết định là đi kiếm một cái gì đó mới mới. Thế là mình đi ăn một cái quán hải sản cách trung tâm Hội An khoảng 10 cây số. Ở đây có một cái món cua rất là ngon, để xíu nữa mình sẽ cho các bạn coi. Xong rồi thì mình đi về Hội An ghé một quán cà phê view cánh đồng lúa rất là đẹp. Ở buổi chiều khoảng 4 giờ thì mình vào Hội An ăn ly chè và ngắm phố cổ Hội An trong cái mùa dịch thì nó như thế nào. Ok, bắt đầu thôi các bạn. Hello các bạn, bây giờ tụi mình sẽ đi Hội An và sẽ đi ghé một cái quán hải sản ở trong Hội An có tên là Bàn Thịt. Ok, let's go thôi các bạn ơi. Tụi mình đang chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hay có một cái tên gọi vui đó là đường 5 sao, tại vì ở trên con đường này thì toàn là resort 5 sao thôi. Ai đi Hội An thì chắc là quá quen cái con đường này rồi. Khoảng cách từ Đà Nẵng mà vô tới trung tâm Hội An thì tầm khoảng 40 cây số đó các bạn, nhưng mà hôm nay mình không có chạy vô Hội An luôn mà mình sẽ chạy đi ăn hải sản, nên là chắc là sẽ đi một cái con đường khác mà mình thì đi theo chỉ Google thôi chứ mình cũng chả biết được. Đà Nẵng Hội An thì có một tuyến xe bus, thì bạn có thể đi xe bus hoặc là có thể đi taxi, Grab này kia, nhưng mà chắc là ai cũng sẽ thuê xe máy giống mình chạy từ Đà Nẵng về Ban, thì giá xe máy thuê ở Đà Nẵng thì tầm khoảng 150 ngàn xe ga mình đang chạy đây luôn á. Bây giờ mình rẽ đi một cái đường khác để về cái quán hải sản đấy các bạn. Cái đường đi thì khá là lằng ngoằng nên là mình không có chỉ chi tiết cho các bạn được. Cái xíu nữa tới cái chỗ thì mình sẽ quay cái tên quán cho các bạn coi, và mình để cái đường link Google Maps ở bên dưới á, thì các bạn là click vào đó và đi theo chỉ Google thôi. Chứ thực ra mà gọi là tự tìm đường thì cũng hơi khó. Đây các bạn, đi theo chỉ Google đây. Nên là xin thề là mình không thể nào mà chỉ là làm sao mà chạy từ Đà Nẵng vô cái quán hải sản đó được luôn. Chỉ là bật map lên mà chạy thôi, nhưng mà cũng vui. Tại vì ở Hội An thì cái cảnh làng quê này kia thì nó cũng khá là đặc trưng, nên là đi chạy vào những cái chỗ này thì mình thấy là nó thú vị. Đây, quán đây đó các bạn, quán tên là Bàn Thịt Giang nha. Ở đây thì rất là nhiều quán có tên Bàn Thịt, tại vì khu này là khu Bàn Thịt mà. Nhưng mà cái chỗ mà mình ăn á, thì là cái quán mà đông người ăn nhất luôn. Xe hơi xe đồ thì đậu quá trời luôn, lúc qua ăn thì cũng rất là đông luôn, nên là mình nghĩ là cái quán này là chắc là ok nhất ở trong cái khu vực này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô sâu bên trong cho các bạn coi. Đây thì hình như là giống dạng bè nổi các bạn, giống như là hồi xưa đi ăn đầm Lập An mà lúc mà chưa có làm xong á, lên đứng chỗ này thì nó khá là trong chân. Đây, để mình quay cho các bạn một phòng cái quán này coi rồi mình gọi đồ ăn sao nha. Sau một hồi mà hóng tình hình thì mình nghĩ là cái quán này chắc chắn là sẽ ngon rồi các bạn. Tại vì khách rất là đông, nhưng mà quan trọng á là toàn nói tiếng Quảng Nam không à, tức là không có khách du lịch, toàn là khách địa phương à. Mà thường là những cái quán nào mà khách địa phương ăn nhiều á thì chỗ đó là phải rất là ngon, tại vì bán dở quá thì người địa phương người ta nói thì sao đúng không? Cái quán này thì nó nằm ở trên con sông á, lúc đầu thì ngồi mát lắm nhưng mà gió thổi hồi lệch quá trời luôn nên là phải mặc áo ấm vô. Bây giờ thì mình sẽ đi kêu đồ ăn nha các bạn. Thì vô đây thì sẽ lựa hai cái món chính, nó là cua. Thì mình kêu hai con cua. Cua đây người ta bán 1 kg là 95 nghìn. Bạn có thể là yêu cầu ăn cua gạch và cua thịt, mình chọn hai loại luôn. Sau này mình cũng ăn tôm, tôm thì 700 ngàn 1 kg. Thì con tôm này khá to nhưng mà tuy nhiên nó không còn bơi nữa, nó đã ướp đá rồi. Nên là mình cũng ăn thử 4 con tôm. Kêu tôm xong thì mình kêu thêm một cái chim chép hấp nữa. Với lại có chim chip thì sao? Chip tô, thôi người tô bán chụp cho bác.
cho tốt chậm lên, rồi thấy chán không? Ờ, rồi, rồi. Chip nữa? Ờ. Mực không anh? Không, hai người từng nói là có nhiều rồi. Dạ rồi. Ok. Các bạn ơi, đầu tiên là chim chip. Hình như là cái này gọi là sò lụa hay sao á. Đây, đó, nhìn cái con rất là mập luôn và ăn rất là thơm luôn. Và đặc biệt nha, cái nước của cái này á, trời ơi, bạn hút là, tức là bị ghiền á, cứ hút một cái xong lại muốn hút cái thứ hai, muốn hút cái thứ ba. Nước rất là ngọt và đặc biệt cái con này mình không hiểu sao nó lại thơm, có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Còn đây là tôm này các bạn. Tôm ở đây thì khá là to, nhưng mà tại vì mình không biết sao mà là tôm không phải là tôm sống mà tôm ướp đá rồi. Mình thì đánh giá tôm này thì tầm khoảng 7 điểm trên 10 điểm, tức là không xuất sắc, nhưng mà ăn nó vẫn rất là ngon, rất là ngọt luôn. Tại vì con tôm nó mập quá nên là cắn bục phát trong miệng là ăn rất là ngọt luôn các bạn. Đó, thèm không? Rồi, bây giờ cái món chính đây, nhân vật chính của chúng ta đây, cua rang me đặc sản ở đây nha các bạn. Bạn ra đây thì bạn phải kêu cái này đầu tiên. Thì mình kêu hai con, là một con cua thịt và một con cua gạch. Hai con này là giá tổng là 480.000. Mình cũng chả biết là mắc hay rẻ nữa, thì các bạn mà biết mắc hay rẻ thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết với nha, tại vì không có rành lắm, ở Sài Gòn cũng ít đi ăn cua lắm các bạn. Mình nghĩ mà cái mà ngon nhất với lại đáng đồng tiền nhất ở cái món cua sốt me đó là cái phần nước sốt. Cái phần nước sốt cực kỳ ngon luôn các bạn. Mình chưa từng ăn một phần nước sốt nào ngon như vậy luôn. Cua thì mình nghĩ là đây là chắc là hàng tuyển rồi các bạn. Cái thịt rất là chắc luôn. Cua gạch thì gạch rất là nhiều. Mà đặc biệt khi mà người ta xào thì người ta đã chặt đôi con cua ra rồi, nên là cái nước me nó đã thấm vô trong một xíu rồi. Thì các bạn chỉ cần là bóc ra và chấm thêm cái nước me nữa, cái béo béo của nước me cộng với lại cái thịt cua rất là ngọt nữa, ăn gọi là quên lối về đó. Ăn chán cua thì bạn có thể lấy bánh tráng để chấm nước sốt này, cũng là rất là ngon rồi các bạn. Đây là phần gợi cảm nhất của con cua đây. Càng cua rất là bự, rất là múp luôn, không bị ốp ở đằng trong. Chấm thêm cái nước sốt vào, đưa vô miệng, cắn một miếng. Trời ơi, quên cả đường về rồi. Làm sao mà tôi có thể về được Hội An đây? Tiếp theo là một phần cũng hấp dẫn không kém, đó là các bạn phải xin cho bằng được là bánh mì nha. Mà bánh mì ở cái vùng Quảng Nam Hội An thì nó rất là ngon luôn. Ăn bánh mì không cũng là ngon rồi, nhưng mà với cái nước sốt này thì chúng ta phải chấm với nó. Cái nước sốt chua chua, béo béo, bánh mì thì lại rất là thơm. Tổng bill đây các bạn 765.000. Theo mình thì rất là xứng đáng cho công sức chạy vào đây. Sau khi no nê thì tụi mình chạy về lại Hội An và đi kiếm một cái quán cà phê view kính đồng lũ quá rất là đẹp luôn. Thì tới đó mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây là cái đường đi vô quán cà phê, bạn thấy không? Toàn giờ xe hơi đậu không? Cảm giác như là nông dân đang chạy xe hơi đi thăm lúa chứ không phải là đang đi uống cà phê nữa. Đây, mình sẽ quẹo vào đó và mình sẽ quay ở đằng trong cho các bạn coi nha. Rowing Chill House Hội An. Bây giờ là theo chân mình vô khám phá quán cà phê này nha. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái quán cà phê này. Và có thể nói là đây là cái quán mình rất là thích khi mà ghé Hội An luôn. Ở đây thì người ta kê những cái bàn hoặc là những cái chỗ mà nằm như vậy á,
để uống cà phê. Mọi người có thể là ngồi đó uống cà phê hoặc là ăn sáng hoặc là uống bia gì đó để ngắm cái cánh đồng lúa. Và cái thời điểm mình đi là sau Tết nên là lúa còn đang rất là xanh, vẫn còn là cây mạ nên là chụp hình rất là đẹp, quay phim rất là đẹp luôn. Mà cộng với lại cái thời tiết mà nắng nhẹ với lại hơi xe xe lạnh đó các bạn, nên là cái cảm giác mà ngồi đây chiêu chiêu rồi uống cà phê thì rất là thích luôn á. Ở chỗ này tuy cái lúc mình đi thì khách rất là đông nhưng mà nó không quá xô bồ, nó không quá ồn ào, trừ một nhóm bạn mà kiểu như là trẻ trẻ thì đang đến bài thì hơi ồn một xíu thôi, nhưng mà mình thấy là nó không quá xô bồ như những cái quán cà phê mà để check-in khác. Thêm một cái nữa là mình không thấy những cái hạng mục mà liên quan ví dụ như tổ chim hoặc là hình trái tim để chụp hình cả, mà ở đây thì mình thấy trang trí thuần Hội An luôn các bạn, nhìn nó rất là mộc mạc, rất là đơn sơ nhưng mà nó cho mình cảm giác nhẹ nhàng, rất là chill luôn. Đây mình sẽ cho các bạn coi cái phần menu ở quán nha. Giá thì tầm đâu đó khoảng 40 cho tới 230 cũng có, và có cà phê, nước ép, rồi có cả bia, có cả rượu vang nữa, và có cả ăn sáng luôn. Nên là bạn có thể là buổi sáng có thể là tới đây ăn sáng uống cà phê, hoặc là buổi chiều các bạn tới đây kêu cái gì đó nhấm nháp rồi làm ly bia hoặc là ly rượu vang chiêu chiêu, cũng rất là thích hợp luôn đó. Đây là cái quán cà phê nhìn từ bên ngoài này các bạn. Thì mình sẽ về Hội An và ăn thêm một ly chè nữa. Quán chè mình vô là chè Thọ trên trong phố cổ luôn. Thì ở đây người ta bán rất là nhiều loại chè, có chè đậu ván, chè sen đánh, chè hạt sen, đậu đỏ, rồi thịt. Rồi, có cả tàu hũ nữa. Thì mình ăn đó là chè hạt sen với lại chè sen đánh rất là ngon. Mà nếu như các bạn mà ăn tàu hũ thì đừng có bỏ đá vô nha, ăn nóng và nó sẽ ngon nhất. Làm xong mấy ly chè, tụi mình đi dạo phố cổ Hội An và thực sự là rất là thích cái cảm giác không khí hơi se se lạnh mà đi bộ trong phố cổ các bạn. Và đặc biệt thì tầm này thì chủ yếu khách du lịch ở quanh Hội An, ví dụ như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế thôi, chứ rất là ít khách du lịch từ miền Bắc với lại Sài Gòn. Mình nghe toàn là giọng Quảng Nam không à. Chắc là các bạn cũng biết rồi, tầm này là không có khách du lịch quốc tế hoặc là chỉ có những khách mà đang ở lại Hội An mới đi trong phố cổ thôi, nên là cái cảm giác Hội An bây giờ thì nó nhẹ nhàng, nó không quá xô bồ như hồi xưa. Nên là nếu như bạn nào mà thích Hội An và hoặc
hoặc là chưa từng đến Hội An thì cũng nên đi tầm này, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự yên bình của Hội An nó một cách nó trọn vẹn hơn, nó không quá xô bồ như lúc có khách quốc tế. Cái trải nghiệm rất là thú vị khi đi Hội An đó là kiếm một cái quán cà phê Rostop để ngắm hoàng hôn, ngắm Hội An từ trên cao. Thì bây giờ mình sẽ hiện cái tên quán cà phê mà mình ngồi cho các bạn coi, thậm chí tên nó hơi dài nên là đọc không có hết. Thì chỗ này là bạn có thể là order nước rồi lên ở trên cao và ngắm hoàng hôn, chụp hình này kia. Mình thấy là cái view này thì ngắm khá là trọn vẹn Hội An đó các bạn, nên là một trải nghiệm các bạn nên thử khi mà đi Hội An nha. Vlog đến đây là kết thúc rồi và hy vọng các bạn là thích những cái trải nghiệm mới trong chuyến đi Hội An lần này của mình, và hy vọng là nó là một cái gì đó cho các bạn tham khảo khi mà tới Hội An. Bye bye và hẹn gặp lại, nhớ nhấn like, subscribe channel của mình nhé.